cánh tay của cô ấy đã bị biến dị, bắt đầu từ đầu ngón tay, mọc ra những sợi lông vũ màu đen, từ từ lan rộng lên cánh tay. Nhưng người phụ nữ này thấy vô cùng mãn nguyện, dường như linh hồn đã bị dồn nén nhiều năm, cuối cùng phá vỡ sự trói buộc trong cơ thể. Thuận theo tiếng nhạc, Nina bắt đầu xoay vòng, càng xoay càng nhanh, những sợi lông vũ màu đen cũng bắt đầu mọc dài, dần dần trở lên nhiều hơn. Cuối cùng ngay cả cơ thể của Nina cũng thay đổi, không còn cánh tay của loài người, mà là một đôi cánh hoa lệ khổng lồ xuất hiện. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Cô ấy đã thành công, nhưng không ai biết rằng cô ấy đã phải trả giá như thế nào cho buổi biểu diễn này. Nina là một diễn viên múa bêu. Vì muốn có được vị trí nữ chính, cô ấy đã khổ luyện trong nhiều năm. Gần đây cơ hội đó đã tới. Vũ đoàn phải tập luyện vở kịch kinh điển Hồ Thiên Nga, mà ngôi sao của vũ đoàn hiện giờ tuổi đã cao, không còn thích hợp, nên công chúa Thiên Nga mới sẽ được giao cho một trong số nữ diễn viên múa trẻ tuổi. Hôm đó, mọi người vẫn luyện tập như ngày thường. Tổng giám sát cũng xuất hiện, anh ta tới đây để chọn lựa nữ chính. Các nữ diễn viên vội vàng chuẩn bị, Nina cũng không ngoại lệ. Tất cả đều đang mơ tưởng vị thần may mắn sẽ mỉm cười với mình. Nhưng sự khó khăn của đội tuyển chọn này chính là nữ chính phải một mình thực hiện hai vai diễn Thiên Nga trắng và Thiên Nga đen. Người đó phải nhảy được sự thuần khiết và yếu đuối của Thiên Nga trắng, mà cũng phải thể hiện được nét tà mị và mạnh mẽ của Thiên Nga đen. Nina được tập múa từ nhỏ, tất nhiên sẽ nổi bật hơn những học viên khác. Cô đã thể hiện vai diễn Thiên Nga trắng vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên sau khi buổi luyện tập kết thúc, Thomas tới gần cô và nói: "Nếu như tôi chỉ tìm Thiên Nga trắng thì cô đã thành công." Nhưng không phải vậy, khác với nét nho nhã của Thiên Nga trắng, Thiên Nga đen phải thể hiện được nét gợi cảm và tính tấn công. Nhưng Nina là một người có bản tính nhút nhát, chỉ có nét đẹp của sự yếu đuối. Thomas không nhìn ra khả năng cô có thể trở thành Thiên Nga đen. Khán giả thế giới đang nhìn cô. Động tác cần phải giống như đôi cánh. Nhanh lên, xoay nhanh lên. Nào. Một cô gái tới trễ đã chen ngang vào buổi luyện tập của Nina. Cũng chính vì cô gái đó đã hoàn toàn thay đổi số phận của Nina. Cô ấy tên là Lily. So với Nina một người luôn hồi hộp, Lily quả thật là mặt đối lập của cô. Tư thế múa cô ấy rất diêm dúa và khoa trương, nụ cười rực rỡ, toàn thân đều toát lên nét gợi cảm khó diễn tả. Thậm chí Thomas cũng không kìm lòng mà phải khen ngợi cô, nói rằng trên người của Lily có tiềm năng của một Thiên Nga đen. Điều này đối với Nina mà nói là một sự uy hiếp vô cùng lớn. Cô phải không ngừng cố gắng tập luyện, luyện tập tới mức móng chân bị nứt ra, nhưng cô vẫn không tìm ra được cảm giác an toàn. Thế là Nina chủ động xuất kích. Cô thoa son môi, lấy hết can đảm gõ cửa nhà của Thomas. Cô thẹn thùng nói mình sẽ thể hiện tốt Thiên Nga trắng và Thiên Nga đen. Nhưng Thomas thẳng thắn nói rằng trong 4 năm qua ông chỉ nhìn thấy kỹ thuật múa điêu luyện, chứ chưa bao giờ nhìn thấy trong vũ đạo của cô, toát lên vẻ mặt chân tình dù chỉ là thoáng qua. Nina còn muốn phản bác nhưng Thomas đột nhiên hôn cô. Nina vô cùng hoảng sợ, không ngờ đã cắn vào môi của Thomas. Ai ngờ anh ta lại lộ ra nụ cười ngạc nhiên. Cô cắn tôi ư? Tôi không tin là cô dám cắn tôi. Xin lỗi. Nina sợ hãi mở cửa bỏ chạy. Nhưng cô không biết là chính nhờ vào sự phản kháng của cô đã khiến Thomas nhìn thấy nội tâm của cô ẩn chứa sức mạnh và sự phản nghịch bị dồn nén. Nina đã giành được vai chính như ước nguyện. Cô kích động gọi điện cho mẹ để thông báo. Rất nhanh vũ đoàn đã tổ chức họp báo. Nina ăn mặc lộng lẫy xuất hiện. Thomas long trọng tuyên bố giới thiệu cô với tất cả khách mời. Nhưng chính lúc đó, một khung cảnh không mấy hòa hợp xuất hiện. Người phụ nữ thay đổi sắc mặt và nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Đây là ngôi sao từ trước tới nay của vũ đoàn. Bởi vì tuổi già kém sắc nên cô đã bị mời ra bên ngoài. Ở một nơi vắng người, cô ta không chút khách khí chế nhạo Nina, nói rằng Nina chắc chắn đang ngủ với Thomas, cho nên mới có thể thay thế cô ta đảm nhận vai nữ chính. Khi nhìn thấy thần tượng trở lên khác lạ, Nina vô cùng hoảng sợ. Cô chỉ có thể không ngừng luyện tập để bảo vệ vai diễn của mình. Và không bao lâu sau, thần tượng của cô đã gặp phải tai nạn giao thông. Thomas đoán rằng có lẽ cô ấy đã không chấp nhận được việc mình hết thời, nên cố tình tìm tới cái chết. Áp lực đến từ nhiều phía khiến cho buổi luyện tập của Nina xảy ra nhiều sai sót. Thậm chí khi đang đi trên đường về nhà, cô cũng xuất hiện cả ảo giác. Hai người đang tập luyện trong phòng vũ đạo không người. Sự động chạm của Thomas khiến cho Nina vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Cô vốn định cự tuyệt nhưng lại bị thu hút một cách không tự chủ. Cảm nhận sự động chạm của tôi, phản ứng lại với tôi, đến đây. Nina đẩy Thomas ra, nhưng Thomas lại thuận thế kéo cô vào lòng. Lần này Nina không hề có ý từ chối, mà để mặc cho bản thân say đắm. Đột nhiên, Thomas thả cô ra. Khi nãy tôi đang quyến rũ cô, lẽ ra phải là cô quyến rũ tôi mới đúng. Làm ơn, Thomas bước đi mà không quay đầu lại.
bỏ mặc Nina ở lại phòng vũ đạo vắng vẻ không bóng người. Nina vô cùng buồn bã. Thì ra, Thomas đang kích thích cơ thể cô để tìm kiếm ma lực thu hút người khác giới. Lúc này, một bóng người xuất hiện trong bóng tối, chính là đối thủ cạnh tranh của cô, Lily. Toàn thân Lily luôn tỏa ra nét gợi cảm tự nhiên, là điều mà Nina có cố gắng cỡ nào cũng không đạt được. Tuy nhiên giây phút này, Lily dịu dàng an ủi cô. Nina, anh ta là một tên khốn, anh ấy rất giỏi, đương nhiên, nhưng anh ta không có tình người. Sự thân thiện đó đã khiến Nina dần buông lỏng cảnh giác. Lily dẫn Nina tới quán bar, trò chuyện, uống rượu với người lạ. Cuối cùng Nina cũng đã buông bỏ tinh thần căng thẳng của mình. Sự phản nghịch bắt đầu trỗi dậy. Cô tiếp xúc với rượu, tiếp xúc với thể xác, cứ thể họ vui chơi tới khuya. Nina và Lily trở về nhà trong tình trạng say khướt, và cảnh tượng này đã bị mẹ Nina nhìn thấy. Con đã làm gì vậy? Mẹ có muốn biết tên của họ không? Con phải đi ngủ. Có hai chàng trai, Tom và Jerry. Nina, con hãy yên lặng đi. Câm miệng. Đây là lần đầu tiên Nina phản kháng lại mẹ. Do cô uống quá nhiều rượu, cô và Lily đã trải qua một đêm vô cùng tươi đẹp. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nina đã phát hiện ra Lily biến mất. Cô nhìn về phía đồng hồ. Tiêu rồi, hôm nay là buổi luyện tập cuối cùng. Nina vội vàng chạy tới nhà hát, không ngờ nhìn thấy ở giữa sân khấu, Lily đang nhảy đoạn nhảy vốn dĩ thuộc về cô. Thì ra Lily đã chơi khăm cô. Nina muốn giải thích, nhưng Thomas chỉ lạnh lùng bảo cô đi làm nóng người. Nina đành đứng ở góc tối, nhìn Lily ở trên sân khấu. Không thể không nói, cô ta nhảy quá đẹp, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt thần thái. Đến cả bạn nhảy của cô cũng bị Lily thu hút. Không tồi. Thật ra thì trên cả tuyệt vời. Đợi lúc nghỉ giải lao, Lily tìm tới Nina, chủ động giải thích, cô ta chỉ muốn giúp Nina di chuyển vị trí. Nhưng Nina chỉ trích Lily sáng nay không gọi cô dậy. Lily cảm thấy rất kỳ lạ, nói là tối qua cô ở cùng với bạn trai của mình. Điều này khiến cho Nina vô cùng khó hiểu. Lẽ nào mọi chuyện tối qua chỉ là giấc mơ? Nina tìm gặp Thomas, nói Lily hãm hại cô. Nhưng Thomas bảo cô do cô suy nghĩ quá nhiều, đồng thời sắp xếp Lily làm dự bị cho cô. Dự bị, đây chẳng phải có nghĩa muốn thay cô còn gì. Cảm giác nguy hiểm và sốt ruột bao trùm lên Nina. Cô thậm chí còn nhìn thấy ảo giác. Từ đó về sau, ảo giác ngày càng nặng hơn. Khi đang ngâm mình trong bồn tắm, cô nhìn thấy một phiên bản khác của mình. Thần tượng bị tàn phế trở thành ác mộng của cô. Vết cào phía sau lưng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn mọc ra cả lông vũ. Đến ngay cả đôi chân cũng biến thành hình dạng của một con chim. Đợi đến khi Nina tỉnh dậy, thì mẹ đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Bà bảo con gái hãy nghỉ ngơi thêm. Nhưng tối nay là buổi biểu diễn rồi, sao cô có thể từ bỏ chứ? Nếu như cô không đi, vị trí nữ chính đó sẽ thuộc về Lily. Cô không quan tâm tới sống chết của mẹ, cướp lấy chìa khóa trên tay bà. Con gái ngoan của mẹ làm sao thế này? Nó biến mất rồi. Con bị bệnh rồi, để con đi. Con không nhảy được nữa. Con là công chúa, còn mẹ chỉ là người hầu. Nina phát hiện chân mình dính vào nhau, cô phải cố gắng lắm thì mới tách được chúng ra. Cô nhìn bàn chân còn lại, cả bàn chân đã biến dị rồi. Nina vội vàng đi tất vào, cô chỉ có thể an ủi bản thân. Tất cả chỉ là ảo giác, tối nay là đêm diễn của cô. Cảnh đầu tiên là thiên nga trắng, cũng chính là phần mà cô tự tin nhất. Nina yểu điệu động lòng người, nhưng dưới ánh đèn sân khấu, cô đột nhiên xuất hiện ảo giác. Nina nén nước mắt, cố nhảy nốt phần 1. Nina đau lòng chạy về phòng trang điểm, nhưng cô phát hiện ra Lily đang ngồi ở chỗ cô, còn hóa trang thành thiên nga đen. Lúc này Lily cũng lộ rõ bộ mặt thật. Tôi chỉ là lo cho phần sau, không biết cô có chống đỡ được không. Dừng lại, đủ rồi. Không bằng tôi nhảy giúp cô phần thiên nga đen nhé. Nina tức giận đẩy Lily vào chiếc gương, nhưng Lily không cam tâm, cô ta bóc cổ của Nina. Đến lượt tôi rồi. Đến lượt tôi. Lily đã chết như vậy, Nina vô cùng hoảng loạn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, còn 5 phút nữa là phải lên sân khấu. Nina chỉ đành vội vàng kéo thi thể vào phòng vệ sinh, sau đó dùng khăn để chặn máu chảy. Đôi mắt của cô đã hóa thành màu đỏ. Nina của quá khứ đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại một thiên nga đen thực sự. Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Cô ấy đã làm được rồi. Nina trở lại phòng trang điểm. Cô ném vụ giết người sang một bên, chuẩn bị biểu diễn phần cuối cùng, cái chết của thiên nga trắng. Lúc này có người tới chúc mừng cô. Vừa mở cửa, thì ra là Lily.
tôi đã bị cô chinh phục rồi. Lily vẫn còn đang khen ngợi cô, còn Nina thì đứng hóa đá tại chỗ. Đợi sau khi Lily rời đi, Nina nhìn lại dưới sàn, không hề có vết máu, thi thể đã biến mất, cúi đầu nhìn xuống, máu tươi đang thấm vào bộ váy trắng. Thì ra cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn là ảo giác của cô. Nina cầm mảnh vỡ đâm chính mình, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi. Nina lấy lại bình tĩnh tiếp tục hóa trang. Cô nén đau quay lại sân khấu. Đây là màn cuối cùng của Hồ Thiên Nga, cái chết của Thiên Nga trắng. Cùng với tiếng nhạc vang lên, máu của Nina dần dần lan rộng hơn. Cô ngày càng yếu hơn, ngày càng trở nên tuyệt vọng, giống như một con Thiên Nga đang hấp hối. Ở nơi cao nhất của sân khấu, Nina nhìn thấy mẹ mình ở dưới khán đài. Cuối cùng, Thiên Nga trắng giơ đôi cánh, sau đó ngã xuống. Buổi biểu diễn đã kết thúc hoàn hảo, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tất cả mọi người đều chúc mừng Nina. Lúc này họ mới phát hiện ra vết thương trên người Nina, chiếc váy trắng đã bị nhuộm đỏ. Nhưng Nina không hề tỏ ra đau đớn, mà còn đang thưởng thụ, giống như cô được giải thoát. Bộ phim tới đây là hết. Có người nói Lily chưa bao giờ tồn tại, đó chỉ là một nhân cách khác của Nina. Do từ nhỏ bị mẹ khống chế nghiêm ngặt, Nina chỉ có thể đem tất cả hy vọng của mình toàn bộ gửi gắm lên người Lily. Thực tế, trong mỗi chúng ta đều có một con Thiên Nga đen, tượng trưng cho khát vọng, tượng trưng cho sinh mạng. Đơn thuần và ma mị, yếu đuối và mạnh mẽ, mê lực của con người có phải rất phức tạp không?